Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vườn Hoa Thiên Nhiên. Đã lâu rồi mình không có ra video mới cho các bạn á. Thì hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách chăm sóc và cách phòng ngừa cho cái cây Venda này của mình. Chỉ là mới đây thôi thì mình có một cái cây nó bị bệnh rồi nha các bạn. Nó bị bệnh lily bird nè, rồi bị bệnh scale như các bạn cũng thấy ở đây nè. Scale á, nó bám trên lá nè, rồi mấy cái kẽ lá lily bird, rồi infected disease nó ở trong này nè các bạn. Chả là mình đi tưới cây thì mình mới để ý có một cây á, cái hiện tượng lá ở dưới nó vàng và nó rụng đi rất là nhiều. Thì cái cây này nó đã bị rụng trước rồi, nhưng mà mình không có để ý trong những cái kẽ lá. Thì khi mà mình mở ra đó thì mình thấy bệnh lily bird với lại mấy cái con đó, nó bám đầy ở kẽ lá đó, các bạn. Nó sẽ làm ra hiện tượng là rụng lá trước khi mà sau này là những cái thân con đó, nó có thể nó rụng ở ngoài luôn. Cây Venda này là cái cây đầu tiên mình trồng. Tuy nhiên cái loại bệnh này á, mình đã làm mấy lần rồi. Thì có một bạn cũng có hỏi mình cách làm như thế nào. Thì tiện thể đây mình làm và mình muốn chia sẻ cách làm sao để mà mình clean up cho cái cây nó sạch và để cho cái cây nó khỏe. Thì nếu các bạn thích á, thì các bạn có thể làm theo. Tuy nhiên mỗi nhà mỗi vườn, rồi mỗi cái cách chăm sóc của mình khác nhau á, mình không có đảm bảo và hứa với các bạn rằng là nó sẽ thành công. Các bạn có thể thử, thì mình cũng chỉ mong muốn rằng là các bạn tìm được cái giải pháp tốt nhất cho cây hoa lan của mình. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình dọn ra thôi. Trước hết là các bạn phải bỏ đi tất cả những giá thể cũ. Thì trong cái cây hoa lan này á, thì các bạn thấy mình bỏ sơ dừa, mình dùng sơ dừa và mình cũng dùng sphagnum moss. Hiện tại mình đang sống ở California. Thành phố ở đây á, nó rất là khô các bạn. Thường thường những cây Venda đó là mình trồng, một là sơ dừa, hai là mình trồng trong cái chậu nhựa. Thì cái video trước mấy tháng trước đó, mình đã chia sẻ cách trồng rồi. Nếu mà các bạn nào quan tâm á, các bạn có thể vào coi lại cái video đó lần nữa ha. Thì mình thấy rằng là cách mà giữ ẩm cho cái bộ rễ tốt á, sẽ giúp cây phát triển nhanh nè, cây khỏe nè, lá xanh nè, và nó sẽ cho ngồng hoa rất là nhanh các bạn. Có nhiều cây á, một năm á, mình được 3 lần ngồng hoa các bạn. Nếu mà các bạn chưa thử cách này của mình lần nào thì các bạn nên thử một lần. Ở đây các bạn cũng thấy có rễ khô nè. Mình tiện thể vì mình thay chậu, mình sẽ cắt luôn những cái rễ khô chung quanh cây hoa lan của mình ha các bạn. Và trước hết á, là mình chưa có làm gì đâu. Mình nên dùng nước rửa sạch. Các bạn vừa rửa sạch, các bạn cũng nên dùng soft bridle brush, bằng chải đánh răng á, mà là soft bridle. Các bạn chà ở trên cái lá. Các bạn nên nhớ rằng là cái soft bridle này á, nó sẽ không làm vết thương hoặc là làm chày cái lá đâu các bạn. Mình đã thử mấy lần rồi, nhưng mà các bạn phải make sure rằng các bạn dùng soft bridle brush chà lên, chà thật là kỹ nha. Các bạn phải chà thật là kỹ giữa cái lá. Các bạn vừa chà vừa lấy cái xà bông, mà xà bông rửa chén đó, các bạn chà chung quanh và chà thật là sạch. Đây là những cái con rồi các bạn, nhưng mà cái con á, nó yếu đó các bạn. Mình mở ra nó muốn cái rễ mới đó, nó cũng muốn khô luôn đó các bạn. Ở đây nè, có mấy cái sheet, the yellow sheet or old sheet đó, các bạn cũng nên gỡ ra nha các bạn, và phải chà rất là kỹ. Cái bước này á, các bạn phải bỏ rất là nhiều thời gian. Cái này mình phải chà liên tục như vậy các bạn.
Bước này mình nên nhắc với các bạn ha, các bạn dùng kéo hay là dao á, mà các bạn cắt rễ của cây hoa lan như thế nào á, các bạn cũng nên hơ lửa trước. Mình hơ lửa để mình khử trùng. Mình á, có nhiều người họ dùng hydroperoxide hoặc clean kéo với dao trước khi họ dùng. Nhưng mà mình chỉ thích dùng lửa thôi các bạn. Mình bỏ lên bếp á, mình dặn nóng á, xong rồi mình hơ, xong rồi để khô là có thể bắt đầu dùng được rồi nha các bạn. Thêm một chuyện nữa mình quên, các bạn thấy mình đang dùng cái sink của mình như thế này nè. Cái này là cái sink bếp của nhà mình thôi đó. Trước khi các bạn dùng á, hoặc là làm bất cứ, nhất là thay chậu lan á các bạn, các bạn nên xịt bleach. Các bạn hãy tin mình một lần, các bạn phải xịt bleach tất cả những chỗ các bạn, để include là những cái chỗ mà giống như là tray đựng hoa lan để dùng cắt. Đó là vì tại sao các bạn thấy mình kéo, mình để ngay đây nè các bạn, mình để xuống cái sink cũng không có sao hết á, tại vì mình xịt bleach chứ các bạn. Hoàn toàn cái xịt, mình xịt bleach xong rồi mình để bleach cho nó khoảng chừng 10 phút cho nó thấm, để mà nó tiêu diệt vi trùng với lại khuẩn á, trong cái sink rửa chén của mình hoàn toàn. Rồi mình mới lấy ra, rồi mình mới thay chậu lan, hoặc là mình mới để kéo dao gì ở dưới. Không sao nha các bạn, nhưng mà các bạn phải khử trùng cái sink của mình. Và nên, mình khuyên là nên dùng bleach, xịt nước bleach chung quanh tất cả những chỗ mà các bạn để cây hoa lan nè, cây kéo nè, và cho nó sạch trước khi các bạn làm bất cứ cái gì. Ngay cả cái thau xanh này nè các bạn, mình cũng phải xịt bleach để khô rồi mình mới dùng. Rồi bây giờ mình chế làm ra cái nước để mà rửa cây hoa lan ven đà của mình ha. Trước hết là các bạn bỏ nước, không cần nước nhiều, nước ít thì khoảng chuyện như đó thôi. Và mình xịt xà bông rửa chén đó các bạn. Sau khi mình chà cho nó sạch rồi, mình vẫn phải rửa lại xà bông rửa chén ha. Xong rồi mình bỏ chút hydroperoxide ở trong chổng nha các bạn. Hydroperoxide trong cái đợt chà này á, của mình á, mình chà thật là kỹ, có nghĩa là mình chà đợt trước để mình lấy ra những cái con nó giữ cái lá nè, rồi rễ nè, rồi cắt rễ khô nè, làm rồi scale nó dính á, mình chà hết những cái đó. Sau khi đó các bạn phải làm lại một cái loại nước xà bông cộng thêm hydroperoxide nữa, rồi các bạn chà. Các bạn thấy không, đây là cái lá cũ nè, ở giữa chính lá nó vẫn còn có bị bệnh đó các bạn. Cho nên á, cái cây này của mình á, thật ra nó có rất là nhiều cây con. Đây nè, các bạn thấy không, nó ở dưới cái basal của cái cây á, nó bị rụng hết các bạn. Và nếu cái cây hoa lan của bạn á, mà bị cái tình trạng đó, các bạn đừng có tiếc, cắt bỏ đi. Tại vì á, các bạn cứ cắt bỏ đi, sau khi cây của các bạn khỏe đó, nó sẽ cho đợt mới, nó sẽ cho cây con mới. Ok, bước sau á, là sau khi các bạn rửa cây như thế này rồi, các bạn bỏ phơi ở trong nhà, ở chỗ mát. Mình khuyên là trong nhà chỗ mát và không có nắng. Tại vì sao? Nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất là khi các bạn rửa như vậy á, nó có thể nó chưa hoàn toàn nó sạch, có nghĩa rằng là có thể là trứng của mấy cái con á, nó ở trong chổng nó chưa có ra hết, và nó có thể nó cần một cái thời gian để mà nó nở ra. Đó là vì tại sao các bạn để trong nhà, để các bạn monitor, có nghĩa các bạn coi và chăm sóc. Cái thời gian mà mình recommend á, mà mình khuyên là các bạn làm ít nhất là từ 2 đến 4 tuần, 14 từ 2 tuần đến 4 tuần. Sau 2 tuần, 4 tuần đó các bạn thấy rằng là cái cây á, nó đã hoàn toàn sạch và không còn vấn đề gì nữa, thì rồi các bạn mới bắt đầu mang ra ngoài sân. Nhưng mà đừng có để nắng, có nghĩa mang ra ngoài sân mà cái chỗ nào vẫn còn thoáng mát, các bạn bắt đầu là introduce cho cái cây á, nó hợp với lại cái khí hậu ở ngoài. Tại vì cái cây á, nó trải qua một cái thời gian bị sốc các bạn. Đây là cách của mình làm để giúp cây khỏe lại nè các bạn, đỡ ít bệnh nè, và cây sẽ tốt hơn đó các bạn.
Đây là cái cây lan của mình sau khi 6 tháng. Rất là khỏe nè các bạn, cây đã cho thêm rễ và có mầm mới. Và giá thể của mình vẫn là giá thể sơ dừa, mình bỏ rất là ít ở dưới và treo ở nơi rất là thoáng mát nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và share. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn kỳ tới.